Xin chào các em, rất vui được gặp lại các em. Trong bài học trước, chúng ta đã được học về phần A Closer Look One. Ở trong phần A Closer Look One, các em đã được học một số vocabulary, một số từ vựng liên quan đến việc miêu tả cuộc sống ở vùng nông thôn, ở vùng miền quê, thông qua các danh từ, tính từ. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục với phần A Closer Look Two. Trong phần A Closer Look Two ngày hôm nay, các em sẽ tiếp tục được học về ngữ pháp. Và trước khi bắt đầu phần A Closer Look 2 ngày hôm nay thì các em cần chuẩn bị cho cô hai quyển sách, đó là sách học sinh và sách bài tập tiếng Anh lớp 8. Ở phía sau bìa 4 của hai quyển sách này các em sẽ thấy có đính kèm phần mềm IC Books. Đây là phần mềm sẽ giúp các em có thể tự làm bài tập, tự kiểm tra đánh giá năng lực của mình và tự ôn lại các kiến thức mà các em đã học ở trên lớp. Nếu bạn nào chưa có hai quyển sách này thì các em có thể truy cập vào trang web www.icbooks.vn để nhận được sự hỗ trợ nhé. Quay trở lại bài học ngày hôm nay, phần A Closer Look 2, chúng ta sẽ được học về grammar, về ngữ pháp. Trong phần ngữ pháp ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được review comparative form of adjectives. Chúng ta sẽ được ôn lại các kiến thức liên quan đến dạng so sánh hơn của các tính từ. Bên cạnh đó, bài mới thì chúng ta cũng sẽ được học về comparative forms of adverbs. Chúng ta cũng sẽ được học về dạng so sánh hơn của các trạng từ. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào phần lý thuyết của ngày hôm nay nhé. Bây giờ cô sẽ cùng các em ôn lại kiến thức mà chúng ta đã được học về dạng so sánh hơn của tính từ nhé. Đầu tiên, đối với dạng so sánh hơn của tính từ, các em cần phân biệt cho cô. Đối với những từ, tính từ có một âm tiết, one syllable, thì các em sẽ thêm er vào phía cuối. Ví dụ như high, tính từ high là cao. Ta có cao hơn sẽ là higher, hoặc là ngắn hơn sẽ là shorter. Hoặc ví dụ như từ simple, từ đơn giản, ta có letter E ở cuối cùng, vì vậy ta chỉ cần thêm R vào cuối, ta có simpler, là đơn giản hơn. Tiếp tục, một dạng khác, cũng là một âm tiết, nhưng nếu từ đó kết thúc bằng một nguyên âm cộng với một phụ âm, ví dụ như từ big, kết thúc bằng một nguyên âm cộng một phụ âm ở cuối, thì các em sẽ gấp đôi cái phụ âm này lên và các em sẽ thêm er vào đằng sau. Ví dụ như big thì ta sẽ có bigger. Ví dụ thin thì sẽ có thinner. Gầy hơn, mảnh hơn. Hot, chúng ta cũng sẽ gấp đôi chữ T lên và thêm er ở cuối. Ta có hotter, nóng hơn. Tiếp tục, một dạng khác của so sánh hơn trong tính từ. Đó là nếu từ đó kết thúc bằng letter Y, kết thúc bằng chữ y dài, thì chúng ta sẽ biến y dài thành y ngắn và sau đó chúng ta sẽ thêm er vào cuối cùng. Ví dụ như hạnh phúc là happy. Ta muốn nói hạnh phúc hơn thì ta sẽ biến chữ y dài ở cuối cùng thành y ngắn và sau đó ta thêm er vào cuối. Happier, hạnh phúc hơn. Hoặc là đơn giản hơn, dễ hơn sẽ là easier. Hoặc là mạnh khỏe hơn sẽ là healthier. Ngoài ra, đối với những từ có hai âm tiết hoặc là trên hai âm tiết, two or more syllables, chúng ta sẽ không thêm er ở cuối tính từ đó mà chúng ta sẽ thêm more vào cuối. Ví dụ như famous, tính từ famous, nổi tiếng, ta sẽ thêm more vào đầu để có một tính từ là dạng so sánh hơn, là nổi tiếng hơn, more famous. Hoặc là sáng tạo hơn, more creative. Hoặc là more beautiful. Beautiful, các em thấy có ba âm tiết đúng không nào? Beautiful. Vì vậy chúng ta cũng sẽ phải thêm more vào đằng trước thay vì thêm er vào đằng sau, giống như các từ có một âm tiết như lúc nãy. Và đặc biệt hơn nữa, ngoài các dạng vừa rồi thì chúng ta cũng có một số tính từ bất quy tắc, irregular adjectives, các tính từ bất quy tắc. Với những tính từ bất quy tắc này thì chúng ta chỉ có việc học thuộc nó. Ví dụ như là tính từ good mà chúng ta muốn nói tốt hơn thì sẽ là better, hoặc là tồi tệ, bad, tồi tệ hơn thì sẽ là thành worse, little, ít hơn thì sẽ là less. Bây giờ sau khi ôn tập các dạng so sánh hơn của tính từ, chúng ta sẽ tiếp tục với so sánh hơn của trạng từ, chính là bài học chính của ngày hôm nay, comparative forms of adverbs. Các em cần lưu ý cho cô, trước tiên làm sao để chúng ta có thể biến một tính từ thành một trạng từ. Nó sẽ có 3 cách. Cách đầu tiên đó là các em nhìn vào đây. Chúng ta sẽ thêm li và đằng sau tính từ, chúng ta sẽ có một trạng từ mới. Hoặc chúng ta giữ nguyên dạng của tính từ, có những tính trạng từ mà nó biến thành trạng từ thì nó giữ nguyên tính từ mà nó không thay đổi gì hết. Hoặc là các trạng từ bất quy tắc, giống như lúc nãy ta có các tính từ bất quy tắc.
Đầu tiên, các em nhìn cho cô ví dụ, các ví dụ sau. Ví dụ ta có tính từ clear, rõ ràng, dễ nhìn thấy, rõ ràng. Ta muốn biến nó thành trạng từ, đơn giản là các em chỉ thêm ly vào đằng sau, clearly, hoặc là happy, hạnh phúc. Một cách hạnh phúc thì sẽ là happily, hoặc là easy, đơn giản. Một cách đơn giản thì sẽ là dễ dàng, thì sẽ là easily. Đây chính là công thức để tạo thành trạng từ. Thì đối với những trạng từ có đuôi kết bằng ly như thế này thì các em, khi các em muốn so sánh hơn, dùng hình thức so sánh hơn của các trạng từ này thì các em chỉ đơn giản thêm more hoặc less vào phía sau. Ví dụ như một cách cụ thể rõ ràng hơn thì sẽ là more clearly. Một cách hạnh phúc hơn sẽ là more happily, hoặc là một cách ít đơn giản hơn sẽ là less easily. Ta có công thức chung sẽ là more hoặc less cộng với lại effort. Một dạng tiếp theo chúng ta giữ nguyên. Có một số từ chúng ta không thay đổi bằng cách thêm ly vào đằng sau mà chúng ta sẽ giữ nguyên tính từ của nó để trở thành trạng từ. Ví dụ như các từ sau, fast, ta giữ nguyên, trạng từ của nó cũng chính là fast. Early, trạng từ của nó cũng là early. Hard, khó, chăm chỉ, trạng từ của nó cũng sẽ là hard. Same form as adjectives. Thì đối với những dạng tính từ như thế này, những trạng từ như thế này thì các em cũng sẽ thêm er vào cuối giống như tính từ. Ta có ví dụ một cách nhanh chóng, và một cách nhanh chóng hơn sẽ là faster. Early, sớm, một cách sớm hơn sẽ là earlier. Và ta có công thức chung sẽ là adverb cộng với lại er ở cuối. Và một dạng cuối cùng đó là các trạng từ bất quy tắc. Ví dụ như good là tốt. Ta có trạng từ bất quy tắc của good sẽ là well, một cách tốt, một cách giỏi. Bad, tồi tệ. Badly, một cách tồi tệ. Đây là những trạng từ bất quy tắc và chúng ta chỉ có việc học thuộc nó thôi. Đối với những trạng từ bất quy tắc này thì ta muốn sử dụng dạng so sánh hơn, chúng ta cũng chỉ việc học thuộc. Ví dụ như well là tốt, một cách tốt. Tốt hơn, chúng ta có better, nó giống như là dạng so sánh hơn của tính từ. Badly, một cách tồi tệ hơn sẽ là worse, và much, một cách nhiều hơn thì sẽ là more. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với hoạt động đầu tiên, activity 1, để các em ôn tập lại công thức của so sánh hơn đối với tính từ nhé. Tiếp theo chúng ta cùng thực hiện hoạt động số 4, activity 4. 4. Underline the correct comparative forms to complete the sentences. Ở hoạt động số 4 này thì các em cần gạch chân vào những dạng thức so sánh đúng, phù hợp để có thể hoàn thành câu ở bên dưới sao cho nó có nghĩa đúng. Ví dụ như ở câu đầu tiên, number 1, people in rural areas of Britain talk. Người dân ở những khu vực nông thôn ở Anh nói chuyện như thế nào đó, about the future than city people, về tương lai hơn là những người thành phố. Ở đây ta có từ optimistically, một cách lạc quan, nói chuyện một cách lạc quan. Ở đây ta thấy có than là hơn, vì vậy ta sẽ phải sử dụng more là một cách lạc quan hơn so với người thành phố. More optimistically about the future than city people. Hay như ở number 3, câu số 3, a village, một ngôi làng thì ít ô nhiễm. Ta ở đây ta cũng thấy có từ so sánh than, vì vậy chúng ta sẽ phải chọn là ít ô nhiễm hơn hoặc nhiều ô nhiễm nhiều hơn so với khu vực ở thành phố. Và thường thì ở ngôi làng thì sẽ ít ô nhiễm hơn so với thành phố, đúng không nào? Vì vậy ta sẽ phải lựa chọn đáp án là có less, ít hơn, less densely populated than a city. Ở một ngôi làng thì ít ô nhiễm hơn so với thành phố. Các câu còn lại các em cũng thực hiện tương tự như vậy, và sau khi thực hiện xong các em cũng bấm nút submit để nộp bài và kiểm tra kết quả nhé. Tiếp đến chúng ta cùng thực hiện hoạt động cuối cùng, the last activity, activity 5. 5. Write the answers to the questions below. Trong phần này các em sẽ phải viết câu trả lời cho những câu hỏi ở bên dưới. Đầu tiên, ví dụ như câu hỏi đầu tiên. Number 1, question 1.
Which place is more peaceful, the city or the countryside? Nơi nào bình yên hơn, thành phố hay là miền quê? Câu này chúng ta sẽ trả lời là ở vùng quê thì bình yên hơn, yên tĩnh hơn, bình yên hơn. Ta sẽ trả lời là the countryside is more peaceful. The countryside is more peaceful. Hay như number 3, question 3. Câu hỏi thứ 3, which one is harder? Life in a remote area or life in the modern town? Cái nào thì vất vả hơn, cuộc sống ở khu vực xa xôi, remote area, hay là ở một thị trấn hiện đại? Đương nhiên là cuộc sống ở một khu vực xa thì sẽ vất vả hơn, đúng không nào? Ta sẽ trả lời là life in a remote area is harder, vất vả hơn, harder. Hay như câu số 5, number 5, question 5. Who can smell better, animals or human beings? Ai có thể ngửi tốt hơn, động vật hay là con người? Câu này chúng ta sẽ trả lời là động vật có thể ngửi tốt hơn so với con người. Animals can smell better, ngửi tốt hơn, smell better than human beings, hơn là loài người. Các câu còn lại các em cũng thực hiện tương tự và sau khi hoàn thành cũng nhấn nút submit để nộp bài và kiểm tra kết quả nhé. Chúng ta cùng bắt đầu với hoạt động đầu tiên, activity 1, để ôn lại phần kiến thức comparative forms of adjectives, kiến thức về dạng thức so sánh hơn của các tính từ. 1. Complete the passage below with a suitable comparative form of the adjectives provided. Ở hoạt động số 1, activity 1 này thì các em cần hoàn thành đoạn văn bên dưới với các từ tính từ so sánh hơn phù hợp đã được cho. Các em cần đọc nội dung để có thể điền từ và hợp lý, ví dụ như ở number 1. Các em trước đây các câu trước các em cùng đọc lại xem thử. Sometimes, thỉnh thoảng thì tôi nghe những người lớn xung quanh tôi nói rằng sẽ tốt hơn cho một đứa trẻ, cho những đứa trẻ khi mà nó lớn lên ở thành phố so với việc là nó lớn lên ở nông thôn hay là miền quê. They say that, họ nói rằng thành phố cho đứa trẻ nhiều cơ hội hơn, cho giáo dục cao hơn. Ta ở đây ta có tính từ high và ta muốn nói higher, giáo dục, hình thức giáo dục cao hơn, thì ta sẽ thêm er vào đằng sau, higher. Và nó cũng sẽ, những đứa trẻ cũng sẽ dễ dàng tiếp cận với những cơ sở vật chất tốt hơn, ở đây dễ dàng hơn thì sẽ là easier. Và tiếp cận với những cơ sở vật chất tốt hơn, tính từ so sánh hơn của tính từ good sẽ là better. Nó là một irregular adjectives, một tính từ bất quy tắc. So sánh hơn sẽ là better. Life there is, ta có tính từ exciting và convenient. Cuộc sống ở đó thì thú vị hơn và tiện lợi hơn. Ở đây exciting và convenient là các từ có nhiều hơn hai âm tiết, two syllable. Vì vậy chúng ta sẽ phải thêm more vào đằng trước để diễn tả so sánh hơn. More exciting và more convenient. Với các từ còn lại bên dưới các em cũng điền tương tự như vậy và sau khi hoàn thành xong các em bấm nút submit để nộp bài và kiểm tra kết quả nhé. Tiếp theo chúng ta cùng đến với activity 2 trong phần a closer look 2. 2. Complete the sentences with suitable comparative forms of adverbs in the box. Trong hoạt động số 2, activity 2 này thì các em cần hoàn thành các câu đã cho với dạng thức so sánh hơn của trạng từ phù sao cho phù hợp. Và các trạng từ này đã được thể hiện, đã được để ở trong khung ở bên dưới này. Ví dụ như ở number 1, các em thấy đây người ta nói
Can you speak? Ở đây cần một trạng từ, bạn có thể nói như thế nào đó. My English is not good. Tiếng Anh của tôi không tốt lắm. Ở đây ta thấy trạng từ phù hợp sẽ là slowly. Bạn có thể nói chậm lại không? Tiếng Anh của tôi không tốt lắm. Vậy thì chúng ta sẽ điền vào đây là slowly. Speak slowly. Nói một cách chậm. Đúng không nào? Và chúng ta muốn so sánh hơn thì chúng ta sẽ biến slowly này thành slowly, more slowly. Tại vì nó là hai âm tiết, ta sẽ để nó là more slowly. Ending là ly, ta thêm more vào đằng trước, more slowly. Tiếp theo, ví dụ như ở number 2. After a hard working day, sau một ngày làm việc vất vả, làm một việc một ngày làm việc chăm chỉ, chúng tôi thường ngủ. Ở đây ta có từ trạng từ soundly là ngủ một cách ngon lành, ngủ ngon giấc. Ta sẽ điền vào đây là soundly, ngủ một cách ngon giấc. Và ta muốn nói sau một ngày vất vả thì ngủ một cách ngon giấc hơn. Ở đây ngon giấc hơn thì ta sẽ thêm more vào phía trước vì đây là một trạng từ kết thúc bằng đuôi ly. Hay như ở number 3, ta thấy đề người ta cho là nowadays, ngày nay, people dress, mọi người mặc cái gì đó. So it's difficult to say which country they are from. Vì vậy mà rất khó để nói rằng cái đất nước mà người ta đến là đất nước nào, là người ta đến từ đất nước nào. Ở đây ta thấy từ traditionally là một từ phù hợp với vị trí này. Ngày nay người ta thường ít mặc đồ truyền thống hơn, vì vậy ta khó để phân biệt họ đến từ đất nước nào, đúng không nào? Ta sẽ điền vào đây là traditionally, trạng từ traditionally, một cách truyền thống. Và người ta mặc đồ, ít mặc đồ một cách truyền thống hơn thì ta sẽ để vào đây là less traditionally, trạng từ ít cái gì đó hơn. Với hai câu còn lại các em cũng tiến hành điền tương tự như vậy, và sau khi hoàn thành các em cũng bấm nút submit để nộp bài nhé. Chúng ta cùng tiếp tục với hoạt động thứ 3, activity 3. 3. Finish the sentences below with a suitable comparative form of hard, early, late, fast, well and badly. Trong hoạt động số 3 này thì các em cần hoàn thành, các em điền vào các câu bên dưới với các dạng so sánh phù hợp của các từ hard, early, late, fast, well và badly. Ví dụ như ở câu đầu tiên, đây là một câu nói, có thể là một câu nói của một người mẹ đang nói với một người con. Your exam score is low. Điểm kiểm tra của con thấp đấy. I'm sure you can do. Mẹ tin chắc là con có thể làm tốt hơn, đúng không nào? Ta có trạng từ ở đây là trạng từ well. Và so sánh hơn, dạng so sánh hơn của trạng từ well sẽ là better. Ta điền vào đây là better vì well là một irregular adverb, một trạng từ bất quy tắc. Hay như ở number 5, you look tired. Trông bạn mệt mỏi quá. Are you feeling than you did this morning? Bạn có cảm thấy tệ hơn, cảm thấy mệt hơn, cảm thấy tệ hơn so với chính mình vào lúc sáng hay không? Ở đây ta có trạng từ tệ hơn, cảm thấy tệ hơn. Tệ sẽ là badly, badly. Và tệ hơn sẽ là worse. Vì badly cũng là một irregular adverb, cũng là một trạng từ bất quy tắc. Hay như ở number 6, my mother has to get up, mẹ tôi phải thức dậy, than us, hơn chúng tôi, to milk the cows. Ở đây mẹ tôi phải thức dậy như thế nào nhỉ? That's right, mẹ tôi phải thức dậy sớm hơn so với chúng tôi để bắt sữa bò. Ở đây ta có từ sớm sẽ là get up early, và sớm hơn sẽ là earlier. Vì early là loại trạng từ và tính từ như nhau, cho nên chúng ta sẽ thêm er vào đằng sau, earlier.
Các em cũng hoàn thành các câu còn lại tương tự như vậy và sau khi hoàn thành các em bấm nút submit để nộp bài và kiểm tra kết quả. Ok, good job. Vậy là các em đã hoàn thành bài học ngày hôm nay rất tốt. Trong bài học ngày hôm nay chúng ta đã được học về phần ngữ pháp liên quan đến ôn tập về cấu trúc so sánh hơn của các tính từ và chúng ta cũng đã được học bài mới về cấu trúc so sánh hơn của các trạng từ đúng không nào? Trong bài học tiếp theo, trong phần tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục được học communication, thực hành giao tiếp tiếng Anh. Các em về nhà hãy luyện tập nhiều hơn các bài tập thông qua phần mềm IC Books và đừng quên chuẩn bị cho bài mới phần communication nhé. Ok, goodbye and see you next time.